Ngày 10 tháng 10, hai người đi trên chiếc xe tải chở hàng chục con cá sấu, mỗi con nặng khoảng 20 kg, đóng chặt trong thùng gỗ. 4 con cá sấu được chuyển xuống bến xe thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu. Một người đàn ông kéo một con cá sấu tách ra khỏi đàn, lấy dụng cụ kích điện chuẩn bị sẵn sàng giết thịt. Chỉ một lát bị kích điện, con cá chống cự yếu ớt rồi nằm bất động. Con cá được đưa lên bàn mổ trước sự chứng kiến của người dân. Theo người đàn ông bán cá sấu, 45 con cá được đưa ra từ Bình Dương, 20 con bị giết mổ ở thị xã Thái Hòa và huyện Quỳ Hợp. Giờ đến Quỳ Châu còn 25 con. Giá bán 1 kg thịt cá sấu là 240.000 đồng, mỗi bộ da 1 triệu đồng. Lãnh đạo hạt kiểm lâm Quỳ Châu Lê Xuân Đình cho biết sẽ cử cán bộ kiểm tra và xử lý.